Thường đó là mấy cái mà người mà làm chủ bên Mỹ á, thường là không có kiến thức kinh doanh, mà không hiểu sao À. họ vẫn có thể kinh doanh được. À. Em nghĩ sao khi mà em cho rằng họ không có kiến thức kinh doanh? Đa số em thấy họ đi làm nail lâu năm á, xong rồi tới họ ra họ mở tiệm Họ sao? à. Họ đi làm nail lâu năm á thầy, xong rồi họ ra họ mở tiệm. Chứ họ không có À. kiến thức gì về kinh doanh. Tôi lại ông. Ai bảo không có kiến thức kinh doanh? Nguyên cái việc họ đi làm nail xong họ thấy tìm thấy một thị trường để họ đặt cái quán nail ở đó và họ dám thuê người khác về làm, thì tôi hỏi ông đấy là đã có cái góc nhìn của kinh doanh chưa? Giờ có thầy nhưng mà nó Tôi cũng nói chưa với chưa ông nhiều nhé. lắm thầy. Tôi hỏi ông này, câu cá giỏi là giỏi câu cá hay tìm được địa điểm có nhiều cá để câu? Thằng nào giỏi hơn? Tìm địa điểm Thằng thầy. câu cá giỏi. À đúng rồi. Vậy thì nguyên cái việc nó biết mở cái quán neo chỗ nào, đúng không? Để có khách xong nó kiếm được tiền, nó giỏi rồi còn gì nữa bố. Chứ không phải là kinh doanh là chỉ thuần túy là giỏi bán hàng đâu ông ơi. Có phải không? Hiện tại em đang muốn là khởi nghiệp kinh doanh tiệm nail bên Mỹ nè. Nhưng mà em phải làm sao để có thể khởi nghiệp được? Thế được, cứ anh hỏi câu mà không khác gì bọn trẻ con Việt Nam nó hỏi là bây giờ em không biết gì làm nào em giàu được. Ừ. Đấy kiểu mới chơi câu hỏi sốc vậy, khó ha. Tóm lại bây giờ ông muốn khởi nghiệp một cái tiệm nail. À, ừ. Mà chưa biết bắt đầu từ đâu hả? Hay là bị vướng ở đâu? Chưa biết bắt đầu từ đâu thầy. Úi rồi, ôi, bắt đầu từ nail còn gì nữa nhỉ? Rồi, ok. Bây giờ thì trong kinh doanh có mấy cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất ấy, là mình là người tiên phong để tạo ra một cái sản phẩm dịch vụ khác biệt với thị trường. Hai là mình là người trực tiếp cầm cái chìa khóa, tức là mình có kỹ năng làm nail rất là tốt và mình chấp nhận được thu nhập thấp mà mình vẫn bền bỉ mình làm. Ba là em đến một thị trường mới mà ở đó chưa có ai làm nail mà nhu cầu làm nail nó rất là cao. Vậy thì ở đây nó có ba cái lợi thế, hoặc là một là lợi thế là em tạo ra một sản phẩm dịch vụ nó rất là khác biệt, nó khác hoàn toàn với các tiệm nail bình thường. Ví dụ nail bình thường là cắt móng tay bằng kim chẳng hạn, còn nail của em là cắt móng tay bằng răng của phụ nữ chẳng hạn, ví dụ vậy. Thầy đấy ví dụ như vậy thì nó tạo ra một cái mô hình nó hoàn toàn khác biệt, mà tóm lại chúng nó gặp mình chúng nó mất điện luôn. Ok. Hai là lợi thế thứ hai là em yêu nghề và em chỉ cần được làm nail thôi và em chấp nhận thu nhập thấp hơn tất cả những người xung quanh. Và ba là em có cái lợi thế là em đến một cái vùng mà tìm ra một thị trường mà ở đấy không có thằng nào làm nail, mà có mỗi mình bố mày làm nail. Nếu chúng mày muốn cắt tóc, cắt tai, cắt móng tay, móng chân là mày phải ra gặp ông. Vậy thì thứ nhất đứng về mặt lợi thế thì thầy hỏi là nhân có cái lợi thế gì khi ở cái thị trường đó? Hiện tại em chưa có cái lợi thế gì cho ông thầy, nhưng mà em muốn là cái lợi thế thứ nhất đó thầy. Lợi thế thứ nhất là em chấp nhận là yêu nghề à, và lương thấp à, Không, hay cái là lợi mấy thế trong nhất cái sản là phẩm tạo khác công biệt nghệ cho thầy. Tạo à? công Thế nghệ. thì bây giờ em đã tìm ra sự khác biệt nào chưa? Em có thể nói cái Hiện khác tại biệt thì cho tôi chưa. nghe, vậy thì đi tìm xong hỏi tiếp, ông hiểu không? Chứ còn nếu không á thì nó rơi vào trạng thái thế này, ví dụ như là Nhân năm nay bao tuổi? Dạ 21 Nhân thầy. ví dụ như 21 là tuổi. Nhân 21 tuổi mà to cao, xong thầy quyết định thầy đi đánh nhau với Nhân mà thầy cũng đi người không, võ vẽ thì không biết, vũ khí thì không, mà ra đánh nhau với Nhân thì có khác gì tự tử, có phải không? Thì nó cũng tương tự như vậy, khi mà bắt đầu em lao ra một thị trường mà hỏi em có cái lợi thế gì thì em trả lời là em không có cái lợi thế gì, thì có khác gì tự tử, phải không?
Nó giống như kiểu là thầy đánh nhau với Mike Tyson mà đi tay không thì có phải là ngang với nệ chui đầu vào chỗ chết thì còn gì nữa. Vậy thì tương tự như vậy, em chả có thế mạnh gì mà em chui vào một thị trường mạnh thì ngang em đút đầu vào rọ vào chỗ chết thì còn gì nữa. Vậy thì bây giờ thay vì hỏi là khởi nghiệp như thế nào thì em về em tư duy cho thầy xem nào, em make ra một cái sản phẩm dịch vụ của Neo nó có khác biệt gì không. Và nó khác biệt ở đây là khác biệt là tạo ra cái thỏa mãn nhu cầu của người dùng hơn nhé, chứ không phải khác biệt là khác lạ đâu nhé. Khác biệt là ở đây là làm cái việc thỏa mãn khách hàng tốt hơn, chứ không phải khác biệt là khác lạ với thằng khác. Đấy, thế thì việc đấy là việc em cần phải tìm đầu tiên. Hoặc nếu không em phải chấp nhận là ra cho nó đánh túi bụi thì chết thì về, đúng vậy. Vậy đấy. Hoặc là cái cách thứ ba là thôi thì em lại vác súng đi em bắn hết, làm nào bắn chết hết mình bố làm. Đấy, có vậy thôi. Có đúng không? Thì nó chỉ có ba cách thôi mà. Chỉ ba cách thôi, thì chọn cách thứ nhất là đúng rồi đấy. Cách thứ nhất là nâng trí tuệ lên và yêu thương các bạn. Nhưng mà em muốn hỏi thầy một câu nữa là thường á là mấy cái mà người mà làm chủ bên Mỹ á, thường là không có kiến thức kinh doanh mà không hiểu sao họ vẫn có thể kinh doanh được. Em nghĩ sao khi mà em cho rằng họ không có kiến thức kinh doanh? Tại sao em thấy họ đi làm nail lâu năm á, xong rồi tới họ ra phòng mở tiệm không à? Họ sao? Họ đi làm nail lâu năm á thầy, xong rồi họ ra phòng mở tiệm. Chứ họ không có kiến thức gì về kinh doanh. Tôi lại ông, ai bảo không có kiến thức kinh doanh? Nguyên cái việc họ đi làm nail, xong họ thấy tìm thấy một thị trường để họ đặt cái quán nail ở đó và họ dám thuê người khác về làm, thì tôi hỏi ông đấy là đã có cái góc nhìn của kinh doanh chưa? Dạ có thầy, nhưng mà nó cũng tôi nói với nhá. Tôi hỏi ông này, câu cá giỏi là giỏi câu cá hay tìm được địa điểm có nhiều cá để câu? Thằng nào giỏi hơn? Tìm địa điểm. Thằng câu cá giỏi. À đúng rồi. Vậy thì nguyên cái việc nó biết mở cái quán nail chỗ nào, đúng không? Để có khách xong nó kiếm được tiền, nó giỏi rồi còn gì nữa bố. Chứ không phải là kinh doanh là chỉ thuần túy là giỏi bán hàng đâu ông ơi. Có phải không? Dạ phải này. Ví dụ đầu tư bất động sản chẳng hạn, là có phải thằng giỏi mua bất động sản hay là thằng nó mua bất động sản đúng chỗ tăng giá? Nó phải mua đúng chỗ tăng giá thằng mới gọi là giỏi đầu tư bất động sản, chứ có phải thằng hay đi mua đi bán lại là thằng giỏi đầu tư đâu. Có đúng không? Tức là chúng ta phải hiểu nó chuẩn cái khái niệm. Cho nên ông nhìn nó sơ sơ vậy, ông bảo nó không có khả năng kinh doanh đâu, chết đòn đấy nhá. Vì thường thằng chưa biết bao giờ cũng bảo thằng biết là thằng yêu. Còn thằng biết rồi nó cũng chửi thằng chưa biết là thằng. Và hai thằng chửi nhau thì phải có thằng ở giữa nó làm trọng tài. Mà thằng trọng tài cũng chưa biết nữa là có khả năng nó bảo là hai thằng mày đều. Đấy. Đúng không đại ca nhân nhỉ? Thôi bây giờ thế này thôi, nói lòng vòng mất thời gian, lòng vòng nó mất thời gian. Tóm lại là đại ca bên Mỹ nó ngắn gọn đúng không? Em báo cáo đại ca là bây giờ thôi, bây giờ thế này, đại ca có một trong ba hướng. Một là đại ca mua súng và đến dẹp tất cả các quán neo mình đại ca mở và đại ca chén. Trường hợp đấy thì bất khả thi đúng không? Trường hợp thứ hai, đại ca chấp nhận lai lưng ra làm và hưởng lương ít, hoặc thậm chí hòa cho được, tức là yêu nghề là chính thôi. Ông thì cứ mở, thì mở giống người ta là được. Ba là muốn mà vượt qua người ta thì để cạnh tranh, thì đại ca nghĩ cho em hướng xem là cái sản phẩm dịch vụ của mình làm sao đấy nó thỏa mãn người dùng hơn. Giá nó có thể mắc hơn tí cũng được, nhưng thỏa mãn người dùng hơn. Đấy nhá, tư duy cái đấy. Và muốn vậy thì ngài có thể học cái khóa giám đốc marketing. Ở Việt Nam cũng được mà ở bên Tây cũng được, tùy đại ca. Nhưng mà nghiên cứu mua các cái sách marketing về mà đọc thì nó sẽ sáng tạo. Ok. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, chúc anh có nhiều tiệm nail thắng lợi, và nếu mà mở được nhiều mà nó đông khách thì mời tôi sang, tôi hỗ trợ chuyên cắt móng tay cho chị em bằng răng. Nha, ok. Dạ.